Ta xong việc rồi. Con tao đâu? Mới bắt đầu thôi. Tao hỏi mày là con tao đâu? Ngậm cái miệng lại. Đi thêm vài chuyến nữa, có tiền thì đón thằng giấy về. Mày bảo tao là đi chuyển cho mày, xong rồi mày thả con tao ra. Bây giờ mày nuốt lời. Con tao đâu? Mày không thả con tao ra. Quang đủ chưa? Rồi. Báo cáo. Qua công tác trinh sát đã xác định một ngách của hang đã bị bịt lại, được ngụy trang khéo léo. Rất có thể bọn chúng đã bị đánh động sau khi Lang Phương xuất hiện ở đây. Vẫn chưa tìm ra tung tích của Vóng, Giấy và Vừ. Rất có thể bọn chúng đưa qua bên kia biên giới, giữ làm con tin. Tiếp tục trinh sát bí mật, đồng thời động viên gia đình. Rõ. Thả tao ra! Bố ra mà biết chuyện này, bố nó giết cả lo cho chúng ta này! Im miệng!